Thưa quý vị, chương trình hôm nay đang tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào quý vị đã quay trở lại với tin mới. Với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc, thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, những cơn mưa lớn đã không ngừng trút xuống nhiều tỉnh phía đông của Trung Quốc, gây ra lũ lụt nghiêm trọng, được mệnh danh là cơn lũ nghìn năm có một của Trung Quốc. Đợt thiên tai này đã khiến hàng chục người dân nước này thiệt mạng và con số đó có thể tiếp tục tăng lên trong những ngày tới. Các thành phố chìm trong nước lũ, trong nhiều bến tàu điện ngầm, nước lũ ngập cao hơn đầu người, bên ngoài dòng nước chảy xiết cuốn trôi mọi thứ trên đường đi. Tình hình đã thê thảm tới nỗi Chủ tịch Tập Cận Bình đã phải lên tiếng. Quả thực, đối với mỗi đất nước mới chỉ đứng dậy sau cơn đại dịch Covid-19, trận thiên tai này sẽ tiếp tục là một thảm họa, gieo rắc nỗi khổ đau cho hàng triệu người Trung Quốc. Sau Trịnh Châu, nhiều thành phố khác ở Trung Quốc đối mặt với nguy cơ mưa lũ lớn. Bão lớn dự kiến sẽ đổ bộ vào nhiều tỉnh duyên hải ở Trung Quốc trong vài ngày tới. Thành phố Thượng Hải đã thiết lập các rào chắn lũ lụt, đề phòng khả năng mưa lớn kèm lũ tấn công hệ thống tàu điện ngầm. Trong vài ngày qua, mưa lớn kiểu ngàn năm có một đã gây ra tình trạng lụt lội nghiêm trọng tại tỉnh Hà Nam. Khởi đầu là ở thủ phủ Trịnh Châu rồi lan sang các thành phố, thị trấn khác trong tỉnh, làm ít nhất 5-6 người thiệt mạng. Mưa lũ khiến 400.000 người tại Trịnh Châu rơi vào tình cảnh mất nhà cửa, với thiệt hại ban đầu ước tính lên đến hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Trong khi các nỗ lực cứu hộ khắc phục hậu quả thiên tai đang được gấp rút triển khai ở Hà Nam, nhiều tỉnh khác tại Trung Quốc đang phải đối mặt với nguy cơ lụt lội khi một cơn bão vốn là một phần nguyên nhân gây mưa lớn ở Hà Nam di chuyển trên Thái Bình Dương. Cơn bão mạnh có tên Pháo Hoa, cơn bão số 3 được dự báo sẽ đổ bộ vào vùng ven biển duyên hải miền Đông Nam Trung Quốc, nằm giữa hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến. Hoàn lưu bão nhiều khả năng sẽ gây ra mưa lớn ở miền Bắc và Đông Bắc, cũng như vùng núi ở miền Trung và miền Nam Đài Loan Trung Quốc. Bão cũng được cho là có khả năng gây ra mưa lớn. Sạt lở đất ở tỉnh Chiết Giang trong chiều ngày thứ Bảy hoặc rạng sáng ngày Chủ nhật tới. Tỉnh trưởng Chiết Giang Jiang Zhangjie cho biết đã nâng mức cảnh báo thảm họa lên ngưỡng cao thứ hai. Còn tại Thượng Hải, chính quyền cũng đang nỗ lực thực thi các biện pháp đảm bảo an toàn cho 25 triệu dân của thành phố trước nguy cơ xuất hiện gió giật mạnh kèm mưa lũ. Sở Giao thông Vận tải Thượng Hải ra thông báo sẽ đóng cửa hệ thống tàu điện ngầm nếu có gió mạnh. Lực lượng chức năng đã huy động tới các lập rào chắn để bảo vệ mạng lưới tàu điện ngầm. Sau khi xảy ra vụ 12 người thiệt mạng dưới tàu điện ngầm ở Trịnh Châu trong vụ lũ lụt vừa qua. Theo dự báo, bão số 3 cũng sẽ gây mưa lớn tại nhiều thành phố, thị trấn ở Phúc Kiến, đặc biệt là tại các đô thị như Phúc Châu, Nam Bình, Ninh Đức. Lũ lụt ảnh hưởng hơn 7,5 triệu người Trung Quốc. Chính quyền Hà Nam cho biết hơn 7,5 triệu dân bị ảnh hưởng lũ lụt, 56 nạn nhân thiệt mạng và hơn 1,5 triệu người phải sơ tán. Số người chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt trong thông báo cập nhật của chính quyền Hà Nam cao gấp đôi con số 3 triệu được công bố hôm thứ Tư, khoảng 585.000 người sơ tán tạm thời khỏi nhà của họ, trong khi 919.000 người khác được chính quyền rời đi. Trận lụt chết người mà chính quyền địa phương mô tả là nghìn năm có một gây thiệt hại diện rộng ở thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, khiến cho thành phố này bị mất điện và nước. Truyền thông Trung Quốc đưa tin điện sẽ được khôi phục trong hôm nay, trong khi nước sạch được cấp lại vào ngày mai. Mưa đã dứt và Trịnh Châu dự kiến sớm trở lại bình thường. Nhưng thành phố Tân Hương gần đó đang phải hứng chịu những trận mưa lớn hơn nữa, khiến cho nhiều nhà cửa và những ngôi làng ở vùng sâu, vùng xa chìm trong nước lũ. Các dấu vết còn sót lại trên tường ở một số ngôi nhà cho thấy mực nước dâng cao tới ngực. Trận lũ đã làm hư hại một đoạn đê trên sông Vị Hà, thành phố Hạc Bích tối ngày thứ Tư, khiến cho nhiều ngôi làng gặp nguy hiểm. Giới chức không thể ngăn nước tràn bờ, dù đã đổ nhiều xe tải đá lên đoạn đê bị vỡ. Một quan chức giấu tên cho biết tất cả ngôi làng gần đó được sơ tán kịp thời nên không xảy ra thương vong. Mưa lũ gây vỡ đê ở Hà Nam, Trung Quốc, thành phố Tân Hương nguy cấp. Hai đoạn đê trên sông Vệ ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã bị vỡ do mưa lớn và lũ xối xả. Thêm một thành phố ở tỉnh này lâm vào tình trạng nguy cấp,
sau nhiều ngày mưa lớn, đoạn đê trên sông Vệ thuộc địa phận thành phố Hạc Bích của tỉnh Hà Nam đã bị vỡ. Mặc dù nhiều xe chở đá và xe tải lớn đã được đẩy xuống sông, nhưng vẫn không lấp nổi chỗ đê bị vỡ. Hiện tại, hai ngôi làng ở đây đã thất thủ. Các ngôi làng gần đó đã bị nhấn chìm trong biển nước, trong khi mực nước vẫn không ngừng dâng cao. Vào lúc 5 giờ sáng thứ năm theo giờ địa phương, một thị trấn của huyện Tuấn bên sông Vệ tiến hành xả lũ, khiến cho người dân phải di rời khẩn cấp. Huyện này đêm qua đã phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với mưa lũ lên cấp 1, tức mức cao nhất. Con kênh có tên Cộng sản Chủ nghĩa cách sông Vệ không xa về phía Tây, lượng nước cũng đã tràn về vào lúc 10 giờ. Trước đó, đoạn đê trên sông Vệ thuộc địa phận thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam cũng đã bị vỡ. Mặc dù trước đó, người dân địa phương đã đẩy xuống sông hai chiếc xe tải cỡ lớn để bịt chỗ thủng. Thành phố này đã phải ra thông báo khẩn cấp yêu cầu di rời người dân và tổ chức lực lượng cứu hộ vá đê. Gần 30.000 người tại Tân Hương đã được di rời khẩn cấp. Cùng với đó, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp kiêm Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Chu Học Văn đã dẫn đầu một đoàn công tác liên ngành đến Tân Hương để hỗ trợ phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Dân Trịnh Châu đòi câu trả lời sau vụ lũ làm ngập tàu điện. Lũ lụt nghiêm trọng ở miền Trung Trung Quốc đã khiến một cơ quan bị chỉ trích kịch liệt. Cùng lúc đó, một cơn bão mới đổ bộ vào bờ biển phía đông của nước này. Do cơn lũ, tuyến tàu điện ngầm số 5 của thành phố Trịnh Châu đã bị ngập vào tối thứ Hai, khiến ít nhất 12 hành khách thiệt mạng. Trên khắp thủ phủ của tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, nhiều nạn nhân của trận lũ kinh hoàng đang yêu cầu được biết nguyên nhân tàu điện ngầm không tạm dừng hoạt động khi nước dâng trên các con phố. Tại sao không đóng cửa trạm ngay lập tức khi nước bắt đầu ngấm vào khoảng 15 giờ đến 16 giờ? Một người dùng mạng xã hội trên Weibo hỏi. Hơn chục hành khách đã thiệt mạng và không ai đứng ra chịu trách nhiệm. Theo một người khác, ban quản lý tàu điện ngầm Trịnh Châu đổ lỗi cho thảm họa là do một trận mưa lớn hiếm gặp khiến cho nước phá vỡ bức tường chắn tại ga Sa Câu vào lúc 18 giờ, làm hơn 500 hành khách bị mắc kẹt. Những người sống sót đã chia sẻ đoạn video quay lại cảnh các hành khách bị mắc kẹt bên trong toa tàu tối tăm khi mực nước dâng đến ngang vai đang chờ được giải cứu. Một số người đã mất hy vọng sau khi chờ đợi 4 giờ đồng hồ và đã gửi tin nhắn cuối cùng cho gia đình. Lũ lụt dường như đang giảm bớt ở Trịnh Châu, song chính quyền địa phương trong thành phố Tân Hương ở phía bắc Trịnh Châu đã ban hành cảnh báo sơ tán vào ngày thứ Tư, sau khi hơn 90 ngôi làng bị ngập. Theo truyền thông địa phương, một con đập trên sông Vị Hà bị vỡ vào sáng thứ Năm. Lũ lụt đã làm 33 người thiệt mạng cho đến nay và gây thiệt hại đến 3 triệu người trên tổng dân số 96 triệu người toàn tỉnh Hà Nam. Một quan chức cho biết ngày thứ Tư rằng thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 188 triệu đô la Mỹ và 215.000 hectare cây trồng bị phá hủy. Trong một diễn biến khác, Trung tâm Khí tượng Quốc gia vừa đưa ra cảnh báo vào ngày thứ Năm về cơn bão số 3 dự kiến sẽ đổ bộ vào các thành phố ven biển phía đông Trung Quốc, bao gồm Thượng Hải, với lượng mưa lớn vào 2 ngày tới. Chính quyền địa phương trong khu vực đã treo thông báo cấm các hoạt động ngoài trời. Hàng trăm ô tô bị nước cuốn trôi như lá trong trận lũ lịch sử tại Trung Quốc. Hình ảnh hàng trăm chiếc xe ô tô bị nước nhấn chìm trong trận lũ lịch sử đang xảy ra tại Trung Quốc thực sự gây sốc. Nhiều thành phố ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đang phải hứng chịu một đợt mưa lũ lịch sử, được ví là ngàn năm có một, khi lượng mưa trút xuống trong 3 ngày qua bằng tổng lượng mưa trung bình trong cả một năm, gây ra cảnh tượng đổ nát và ngập lụt ở nhiều nơi. Mới đây, hình ảnh những phương tiện giao thông bị nước lũ nhấn chìm và cuốn trôi tại thành phố Trịnh Châu, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất đã được chia sẻ lên mạng xã hội và khiến nhiều người phải sốc, gây choáng váng. Dù đã được xem là đợt mưa lũ lịch sử ngàn năm có một, cơ quan khí tượng địa phương cảnh báo rằng mưa vẫn có thể tiếp tục trong những ngày tới và mở rộng sang các khu vực khác. Kính thưa quý vị khán giả, một hướng dẫn viên du lịch bật khóc khi nhận ra rằng cô đã qua mặt thần chết trong hai trận động đất lớn ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Thank you.
Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!